Mến chào các bạn. Trong những vụ tai nạn máy bay, người ta thường xuyên nhắc đến cái thiết bị gọi là hộp đen. Đây là cái nơi lưu trữ những cái thông tin. Nó có thể giúp hé lộ nguyên nhân cái máy bay gặp nạn. Thực tế, mặc dù mang tên là hộp đen, nhưng cái thiết bị này á, nó lại có màu cam. What? Nào, mình cùng khám phá nguồn gốc của cái tên thiết bị hay ho này nha. Đầu tiên là về nguồn gốc và cách hoạt động của hộp đen. Việc sử dụng rộng rãi các máy ghi âm hàng không bắt đầu sau Thế chiến thứ hai nổ ra. Kể từ đó, phương tiện ghi âm là cái hộp đen nó rất là phát triển để ghi lại nhiều thông tin hơn về hoạt động của máy bay. Hộp đen có hình trụ gắn trên hai miếng kim loại lớn trông giống như là cái máy nén khí hơn là ghi âm. Các hộp đen đời đầu sử dụng băng từ, một cái công nghệ lần đầu được giới thiệu vào những năm 1960. Làm mình hồi tưởng nhớ đến thời xa xưa. Nó giống như là những chiếc băng của đài cassette mà tụi mình cũng hay nghe. Những cái cuộn băng này á, được kéo qua một cái đầu điện từ để lại những cái dữ liệu trên băng. Và theo dòng phát triển của công nghệ lưu trữ ngày nay á, hộp đen được sử dụng cái bộ nhớ tương tự như là những chiếc SSD, tức là những cái bộ nhớ trong cái máy tính của mình á. Và nó đã ra đời từ những năm 1990. Bộ lưu trữ thể rắn này á, được cho là đáng tin cậy hơn nhiều so với những cái máy ghi âm băng từ trước đây. Các chip nhớ được sắp xếp một cách trật tự, không có cái bộ phận chuyển động nào. Đó, nên vậy mà lưu trữ được nhiều dữ liệu. Từ đó cái việc bảo trì, bảo dưỡng nó sẽ ít hơn. Hay là lỡ có va chạm á, thì bảo vệ dữ liệu nó cũng sẽ dễ dàng. Và ít khả năng là tạo ra một cái thành phần linh kiện nào đó bị vỡ, hỏng hơn là dùng băng từ. Hộp đen nó bao gồm các thành phần như là cái bộ lưu trữ tập trung CSMU. Bộ lưu trữ này nó ghi dữ liệu từ các máy ghi dữ liệu chuyến bay FDR và máy ghi âm buồng lái CVR. Các thành phần này á, nó đều bắt buộc phải có trên bất kỳ chuyến bay thương mại nào và thường đặt ở vị trí là đuôi máy bay. Thì dĩ nhiên rồi, nơi đó là nó có cái tỷ lệ sống sót cao nhất trong trường hợp là có tai nạn xảy ra. Nên dĩ nhiên là hộp đen nó sẽ ưu tiên. Không gian lưu trữ của hộp đen nó sẽ chứa ít nhất là 2 giờ dữ liệu âm thanh buồng lái và 25 giờ dữ liệu chuyến bay. Khi biết được cái thông tin này á, mình nghĩ là tại sao nó lại ít như vậy? Vì hiện tại công nghệ lưu trữ nó rất là hiện đại và có cái không gian lưu trữ rất là lớn. Tuy nhiên, những cái thông tin sau đây có thể sẽ khiến chúng ta bất ngờ. Đó là những cái chuyến bay hiện tại á, giống như là Boeing 787 đi, nó có trung bình đến hơn 146.000 lần ghi thông số cần phải lưu liên tục, như là gia tốc này, tốc độ bay, độ cao, cài đặt cánh đảo gió, nhiệt độ bên ngoài, hiệu suất động cơ, nhiệt độ và áp suất cabin, vân vân và may những cái thông số khác. Và số dữ liệu đó trong một chuyến bay á, nó có thể lên đến vài terabyte, thậm chí là có thể hơn nữa. Đó là một con số khổng lồ để lưu trữ. Chưa nói đến việc đọc ghi liên tục bền bỉ trong thời gian dài như vậy á. Tất cả những cái dữ liệu xử lý rất là phức tạp và được thu thập lại khu vực đầu máy bay á, sau đó xử lý và chuyển vào hộp đen, thường được đặt ở đuôi máy bay. Tai nạn máy bay là một thảm họa, gây ra rất là nhiều mất mát. Và khi xảy ra tai nạn á, thì không gì có thể đảm bảo là mọi thứ còn nguyên vẹn. Trong nhiều vụ tai nạn, thứ duy nhất còn sống sót á, đó chính là bộ nhớ trong cái hộp đen, hay còn gọi là CSMU. Nó là một cái hình trụ lớn được thiết kế để chịu được nhiệt độ cực cao, va chạm cực mạnh và áp lực lớn. Trong các hộp đen đời đầu sử dụng băng từ á, thì CSMU nằm bên trong một cái hình hộp chữ nhật có cấu tạo từ 3 lớp vật liệu, trong đó lớp nhôm là lớp trong cùng. Nó rất là mỏng, nó bao bọc xung quanh các chip nhớ để chống từ tính. Cái lớp cách nhiệt thứ hai á, nó là bằng cái vật liệu silica khô và dày từ 2-3 cm và có khả năng bảo vệ ở nhiệt độ cao. Đây là vật liệu giữ cho cái bộ lưu trữ dữ liệu an toàn trong các vụ hỏa hoạn sau tai nạn. Cuối cùng đó là vỏ thép không gỉ. Lớp vỏ ngoài cùng này á, dày khoảng 0.5-1 cm. Titan cũng có thể được sử dụng để tạo ra cái lớp áo giáp bên ngoài này. Thì những lớp bảo vệ này nó cực kỳ quan trọng nha. Vì vậy, để đảm bảo cho cái dữ liệu luôn an toàn, các kỹ sư nghiên cứu đã sản xuất ra những cái bài kiểm tra rất là dã man, đi cùng. Tiếp theo á, để lý giải cho câu hỏi ngay từ ban đầu, đó là tại sao cái hộp đen của máy bay không màu đen mà lại có màu cam. Nhưng mà như mình đã đề cập ở trên á, thì màu sắc thực tế của những chiếc hộp đen có màu cam sáng là do màu sắc này nó là khá là khác biệt so với những cái màu khác. Và cùng với những cái băng phản quang gắn bên ngoài, nó sẽ giúp các nhà điều tra dễ xác định vị trí các hộp đen sau một vụ tai nạn. Những điều này đặc biệt hữu ích khi cánh máy bay hạ xuống nước. Còn về nguồn gốc của thuật ngữ hộp đen á, một số người tin rằng là do các máy ghi âm ban đầu được sơn màu đen, nhưng mà trong khi những người khác nó lại ám chỉ sự cháy xảy ra trong các vụ hỏa hoạn sau tai nạn. Cứ nghĩ tới máy bay là nghĩ cháy ra ha. Ngoài lớp sơn và băng phản quang thì các hộp đen này á, còn được trang bị cái đèn hiệu định vị dưới nước ULB. Nếu một chiếc máy bay lao xuống nước, đèn hiệu sẽ phát ra một cái xung siêu âm mà tai người không thể nghe thấy, nhưng có thể dễ dàng phát hiện bằng thiết bị định vị sóng âm. Có một cảm biến ngập nước ở bên cạnh của đèn hiệu á, khi mà nước chạm vào cảm biến này, đèn hiệu sẽ được kích hoạt và cái đèn hiệu này phát ra sóng âm với cái tần số là 37,5 kHz và có thể truyền âm thanh sâu tới 4.267 m trong bán kính khoảng 22 km. Sau khi đèn hiệu được kích hoạt,
nó sẽ gửi cái tín hiệu ping đi một lần mỗi giây liên tục trong 30 ngày. Chúng ta hẳn vẫn còn nhớ đến tai nạn hàng không thương tâm của Malaysia với chiếc máy bay có số hiệu là MH370, hay là gần đây nhất với chiếc máy bay phản lực gặp nạn ở Trung Quốc bị rơi hôm 21 tháng 3. Sự việc này đã làm nổi lên việc là công nghệ hiện nay của hộp đen có thực sự là bắt kịp với thời đại hay không. Trong thời đại mà Big Data và lưu trữ đám mây của chúng ta thì các vệ tinh có thể giúp điều khiển mọi thứ từ thể thao đến giá cổ phiếu rồi đưa vào điện thoại thông minh. Tại sao chúng ta vẫn giữ nguyên dữ liệu và khóa trong một chiếc hộp có thể bị rơi cùng máy bay? Hơn nữa, cái việc không gian lưu trữ giới hạn cũng cho thấy rất là nhiều điểm hạn chế. Khi mà hiện nay có rất là nhiều chuyến bay kéo dài thời gian mà bộ nhớ của hộp đen thì làm sao lưu lại được? Việc ghi đè những cái dữ liệu này á, dẫn đến thiếu thông tin cần thiết cho những cái cuộc điều tra. Còn nếu hộp đen được kết nối về vệ tinh thì như thế nào? Dữ liệu nó sẽ được truyền đi và lưu trữ real time liên tục. Điều này nếu xảy ra sẽ có tác dụng rất là tốt, như là việc không gian lưu trữ giờ không còn bị giới hạn bởi phần cứng, cũng như là việc dữ liệu được đảm bảo an toàn 100% và được truy xuất ngay khi cần thiết. Đó có phải là một giải pháp tốt hay việc lưu trữ đám mây liệu có thực tế, giá cả có phải chăng hay không, nó có đáng tin cậy và đủ an toàn để bổ sung hoặc là thay thế hiện trạng hay không? Đó vẫn là những câu hỏi và những chữ nếu rất lớn mà các chuyên gia hiện nay vẫn chưa tìm được câu trả lời. Mình cũng rất hy vọng vào tương lai không xa, công nghệ nó sẽ phát triển lên một tầm cao để có thể giải quyết được những khó khăn đối với việc lưu thông ở cả trên không và trên đường bộ. Mọi thứ sẽ an toàn hơn đối với nhân loại sau này. Mình tin chắc là vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.